Vương Nhất Bác đạt thành tích vô tiền khoáng hậu trong sự nghiệp. Mới đây, Giải thưởng Điện ảnh Kim Kê đã chính thức công bố danh sách các hạng mục đề cử của năm nay. Những cái tên quen thuộc với khán giả như Bành Dục Sướng, Lô Giai Âm, Mã Lệ, Triệu Lệ Dĩnh đều xuất hiện. Đáng chú ý, Vương Nhất Bác là một trong những diễn viên trẻ hiếm hoi cũng được đề cử giải thưởng uy tín này. Cụ thể, Vương Nhất Bác được đề cử ảnh đế nhờ màn thể hiện xuất sắc trong Nhiệt Liệt, lên sóng vào hè năm 2023. Nhiệt Liệt kể về câu chuyện của Trần Thước, do Vương Nhất Bác thể hiện, một thanh niên đam mê với những bước nhảy, nhưng bị cuộc sống khó khăn ghì chân. Dù vậy, anh vẫn vừa mưu sinh vừa nuôi dưỡng ước mơ lớn của đời mình. Tình cờ Trần Thước gặp được Đinh Lôi, do Hoàng Bột đóng, một huấn luyện viên dạy nhảy. Từ đó, cả hai cùng nhau đối mặt với khó khăn, hiện thực cuộc sống đầy thử thách, để chạm tới ước mơ tuổi trẻ. Đây được xem như vai diễn Donnie đóng giày cho Vương Nhất Bác, vì bản thân nam diễn viên cũng từng là một dancer có tiếng trong giới. Với sự đồng cảm đặc biệt dành cho nhân vật, nam diễn viên được nhận xét có màn hóa thân đầy thành công, chân thực, sinh động và lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Vương Nhất Bác là diễn viên trẻ hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất trong lứa các tiểu sinh sau 95 lọt vào danh sách đề cử này. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ghi danh vào giải thưởng Kim Kê. Trước đó, Vương Nhất Bác được đề cử nam phụ xuất sắc nhất với vai diễn Diệp Thư Ký trong phim Vô Danh. Thời gian đầu, khi mới lấn sân sang diễn xuất, Vương Nhất Bác nhận nhiều bình luận tiêu cực của người hâm mộ vì biểu cảm hạn chế, đơ cứng. Loạt vai diễn của nam diễn viên đều bị đem ra chế nhạo vì quá tệ. Tuy nhiên hiện tại, Vương Nhất Bác đã chứng minh sự tiến bộ cũng như nỗ lực vượt bậc đối với việc diễn. Người hâm mộ nam diễn viên cho rằng, những khán giả xem phim nói chung nên có cái nhìn cởi mở hơn, công nhận diễn xuất của Vương Nhất Bác thay vì lấy những hình ảnh chưa hoàn thiện trong quá khứ của anh để chỉ trích. Bạn gái Huỳnh Hiểu Minh khẳng định yêu thích Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh liên tục dính tin đồn hẹn hò với các hot girl mạng xinh đẹp. Mới đây nhất, nam diễn viên đã chính thức công khai hẹn hò với Diệp Kha, nữ người mẫu, doanh nhân nổi tiếng, bởi nhan sắc xinh đẹp cũng như vóc dáng nóng bỏng. Tuy nhiên, khác với Angelababy, Diệp Kha nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của người hâm mộ vì nhiều phát ngôn gây sốc. Gần đây, một video livestream của cô được cư dân mạng đào lại, với nội dung bày tỏ niềm yêu thích với Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể trong đoạn livestream, Diệp Kha cho biết nghệ sĩ mình yêu thích nhất là Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài khả năng diễn xuất, gương mặt tròn đặc trưng cũng là điểm khiến cô yêu mến nữ diễn viên. Dưới phần bình luận, không ít người mỉa mai Diệp Kha cố tình kiếm nhiệt từ mỹ nhân họ Triệu. Hơn nữa, việc cô chia sẻ mình thích mặt tròn cũng là điều vô lý, vì bản thân Diệp Kha đã trải qua không ít biện pháp giao kéo để có gương mặt thon gọn V-Lai. Đây không phải lần đầu tiên netizen phát hiện những phát ngôn gây tranh cãi của Diệp Kha trong quá khứ. Trước đó, cô cũng gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều khi tuyên bố không bao giờ đi vệ sinh ở trường, quyết đợi Huỳnh Hiểu Minh ly hôn để trở thành người tình. Sắp tới, Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh được cho có khả năng hợp tác trong dự án phim chính kịch Tạo Thành Giả. Phim dự kiến khởi quay vào đầu tháng 11. Với dàn diễn viên cũng như biên kịch và đạo diễn nổi tiếng, không ít người cho rằng đây là bài truyền thông của ekip Huỳnh Hiểu Minh để tuyên truyền cho bộ phim mới. Trong câu chuyện này, Triệu Lệ Dĩnh vô tình trở thành cái tên bị người khác lợi dụng. 2 năm trở lại đây, sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh lên như diều gặp gió, khi liên tục gặt hái được những thành công mới. Nữ diễn viên nhận cúp Thị Hậu Phi Thiên và Thị Hậu Kim Ưng nhờ vai diễn Hứa Bán Hạ trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Ngoài ra, vai diễn này cũng giúp cô nhận đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan danh giá. Về mảng phim điện ảnh, dù mới chỉ góp mặt trong bộ phim Điều Thứ 20, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Bách Hoa 2024. Đây là những thành công đáng kể mà không phải bất cứ diễn viên nào cũng có thể làm được trong lứa tiểu hoa 85. Ngô Cẩn Ngôn lên hương nhan sắc sau khi mang thai con đầu lòng. Thời gian qua, tin đồn Ngô Cẩn Ngôn mang thai con đầu lòng đang nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Dù chưa từng lên tiếng về vấn đề này, nhưng khán giả có thể thấy rõ sự thay đổi trong ngoại hình của Ngô Cẩn Ngôn kể từ khi tin đồn có bầu của cô bùng nổ. Nhiều người đã khen ngợi Ngô Cẩn Ngôn xinh đẹp trông thấy, nhan sắc thăng hạng so với thời gian trước. Đa phần khán giả cho rằng Ngô Cẩn Ngôn đang mang thai nên hay mặc đồ giấu bụng, đi dép thấp thay vì giày cao gót. Cư dân mạng nói rằng việc mang thai giúp Ngô Cẩn Ngôn tăng cân và thăng hạng nhan sắc trông thấy. Tuy nhiên, mức tăng cân vừa phải chứ không hề béo, nên nếu chỉ nhìn mặt mà không nhìn người thì thậm chí chẳng nhận ra cô có bầu. Bên cạnh những lời khen, cũng có fan lo lắng cho Ngô Cẩn Ngôn khi thấy cô mang bầu nhưng lại có nhiều lịch trình tốn sức. Tiêu chuẩn thẩm mỹ trắng gầy luôn được ưa chuộng tại Trung Quốc và được nhiều sao nữ theo đuổi. Tuy nhiên, Ngô Cẩn Ngôn được đánh giá đẹp hơn khi đi ngược lại chuẩn mực này. Sau khi mang bầu, dường như gà cưng của vua chính có da có thịt hơn,
da dẻ vì thế cũng hồng hào, có sức sống so với thời điểm trước đó. Thời gian trước, một số hình ảnh được cho là của Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện trên nhiều diễn đàn xứ Trung, làm rộ lên nghi vấn cô đang mang thai. Một số người phỏng đoán có thể cô đang mang bầu 5 tháng. Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ lên tiếng phản hồi về việc mang thai, cô vẫn đều đặn đóng phim. Ngô Cẩn Ngôn sinh năm 1990, nổi tiếng sau khi hoạt động dưới sự dẫn dắt của biên kịch Vàng Vu Chính. Năm 2010, cô chính thức ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ với vai phụ trong phim cổ trang Cổ Kim Lục Nhân Hành. Một năm sau đó, cô cũng ra mắt màn ảnh rộng với Vạn Hữu Dẫn Lực. Năm 2013, cô bước đầu thu hút được công chúng nhờ vai chị em sinh đôi có tính cách khác nhau trong bộ phim truyền hình Phong Hỏa Gia Nhân. Diễn xuất của cô trong tác phẩm này nhận về nhiều lời khen ngợi. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như Kích Chiến, Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành, Bảo Hộ Mỹ Nhân, nhưng đều không gây được chú ý. Năm 2018, cô nhận được vai chính đầu tiên thông qua bộ phim Cung Đấu Đình Đám Diên Hy Công Lược. Đây là bộ phim giúp Ngô Cẩn Ngôn vụt sáng chỉ sau một đêm. Cô trở thành nữ diễn viên nổi tiếng được nhiều người săn đón. Cô thậm chí còn giành được giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 24 cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình cổ trang Trung Quốc với vai diễn Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy Công Lược. Nữ diễn viên bị tiểu tam đánh ghen vì có thêm tình trẻ thứ tư. Mới đây, một blogger đã tiết lộ thông tin chấn động, đó là nữ minh tinh nổi tiếng Lưu Hiểu Khánh đã ngoại tình trong khoảng thời gian bà vẫn đang chung sống với người chồng thứ tư, đại gia Vương Hiểu Ngọc. Từ những đoạn chat làm bằng chứng mà blogger chia sẻ, thì Lưu Hiểu Khánh đã gặp một nhiếp ảnh gia kém mình 20 tuổi vào năm 2015. Nữ diễn viên Võ Tắc Thiên tâm sự với nhiếp ảnh gia, bởi vì Vương Hiểu Ngọc đã lớn tuổi, nên coi bà như con cháu và giữa họ không có sự mặn nồng của một cặp vợ chồng. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng rơi vào lưới tình với Lưu Hiểu Khánh. Họ cũng đã bí mật qua lại với nhau suốt mấy năm liền. Trong những đoạn chat có thể thấy, hai người còn xưng hô vợ chồng rất thân mật. Lưu Hiểu Khánh cũng thường chia sẻ những bức xúc khi làm việc, và tình trẻ sẽ luôn an ủi và động viên bà. Đến năm 2019, nhiếp ảnh gia phát hiện ngôi sao sinh năm 1950 này còn qua lại với một tiểu tứ trẻ trung hơn mình rất nhiều. Khi bị người tình tra hỏi, Lưu Hiểu Khánh hoàn toàn phớt lờ và còn chặn liên lạc của đối phương, đồng thời chấm dứt luôn mối quan hệ. Chính điều này đã khiến nhiếp ảnh gia bị trầm cảm một thời gian dài, mãi sau đó anh ta mới có thể chấp nhận và bước ra khỏi những đau khổ trong quá khứ. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là vị nhiếp ảnh gia kia chỉ là tiểu tam, nhưng lại đứng ra phốt Lưu Hiểu Khánh ngoại tình với tiểu tứ, trong khi chồng thực sự của bà là Vương Hiểu Ngọc còn chưa lên tiếng. Tất nhiên, sự việc tiểu tam cay cú, nhờ blogger thay mình dằn mặt Lưu Hiểu Khánh cùng tiểu tứ đã trở thành trò cười trên khắp các diễn đàn. Lưu Hiểu Khánh là nữ diễn viên nổi tiếng nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80, 90, và bà còn từng trở thành tỷ phú trước khi bị khui ra chuyện trốn thuế vào đầu những năm 2000. Không chỉ nổi tiếng, mà nhan sắc xinh đẹp của Lưu Hiểu Khánh còn khiến bà thành nữ thần trong lòng cánh mày râu. Đại gia Vương Hiểu Ngọc cũng không ngoại lệ. Sau khi Lưu Hiểu Khánh ly hôn người chồng thứ ba, Vương Hiểu Ngọc đã theo đuổi bà nhiệt tình và họ cũng tổ chức một đám cưới hoành tráng vào năm 2013. Được chồng yêu thương hết mực, nên Lưu Hiểu Khánh có cuộc sống xa hoa và không ai nghĩ bà có thể ngoại tình. Khoảng thời gian trước, giới truyền thông cũng đưa ra tin tức Lưu Hiểu Khánh đã ly hôn chồng và bà còn qua lại cùng lúc với 8 người đàn ông trẻ tuổi hơn mình. Ban đầu, công chúng không tin lắm vào chuyện này và Lưu Hiểu Khánh cũng không lên tiếng đáp trả. Nhưng sau sự việc tiểu tam đánh ghen kia thì mọi người đã tin rằng đời tư của Lưu Hiểu Khánh vẫn còn rất phong phú dù bà đã bước sang tuổi 74. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.